Đó, chúng ta có một con khủng long siêu to lớn luôn các bạn. Đấy, ngầu chưa kìa. Wow, đã chưa? Một con khủng long. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm kiếm những chú khủng long nha các bạn. Wow, ở đây mình có gì các bạn? Quá trời những mô hình đồ chơi khủng long đang nằm lại đấy ở đây luôn vậy các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Và đây chúng ta có khá là nhiều con chú khủng long khác nhau luôn. Wow, và đây là con Amagasaurus, con khủng long mà có những cái gai nhỏ các bạn, thuộc họ cổ dài, nó khá là đẹp luôn nha các bạn. Đây chúng ta có một con Amagasaurus đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Đó, rất là hay luôn nha. Wow, chú có làm. Mình có con khủng long Amaga nữa các bạn. Đấy, một khủng long, ủa khủng long Amaga nhìn nó có vẻ khá là lạ vậy các bạn. Đấy, thấy không? Là khổng lồ luôn. Và bên đây chúng ta có gì đây? Wow, một chú bạch tuộc Octopus các bạn, một con bạch tuộc khổng lồ luôn vậy các bạn. Đấy, các bạn thấy nó to chưa kìa, thấy không? Và đây mình có một con bạch tuộc siêu to lớn luôn nha các bạn. Đấy, một chú bạch tuộc có 8 xúc tua nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Bachycephalosaurus khổng lồ các bạn. Đây là con khủng long với cái đầu khá là cứng. Đây là con Bachycephalosaurus này, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn nha. Đấy, sở hữu chiếc đầu khá là dày luôn nha, nhìn rất là đẹp. Bachycephalosaurus đây là khủng long với cái đầu khá là cứng luôn nha các bạn. Đấy, nhìn đẹp chưa các bạn? Được. Wow, và đây là Stego đây. Wow, chúng ta có một con khủng long Stegosaurus đây các bạn. Một khủng long gai không là gai nữa không? Đó, các bạn thấy đã chưa kìa, đây là chú khủng long gai Stego. Stegosaurus ở đây rồi các bạn, chúng ta một con khủng long gai kiếm long Stego các bạn. Đấy, nhìn nó đẹp chưa kìa, long gai không là gai luôn kìa. Stegosaurus khổng lồ của mình. Ok, Apatosaurus thuộc họ cổ dài khá là to lớn luôn. Và đây là khủng long cổ dài Apatosaurus đây các bạn. Wow, nhìn nó to và nó ngầu quá nha. Ở đây mình có cả một con Apatosaurus khổng lồ luôn nha, nhìn rất là đẹp luôn. Cánh cổng khổng lồ mở ra và chúng ta có một con khủng long cổ dài Brachio các bạn, một chú khủng long sống ở thời kỳ tiền sử rất là to lớn luôn vậy đó. Đấy là góc nhìn của chúng ta thì khủng long này chưa kìa. Triceratops khổng lồ ba sừng, đây chúng ta có một con khủng long ba sừng Triceratops nữa nha các bạn. Có thể thấy được con khủng long này có cái sừng khá là nhọn và rất là đẹp luôn vậy các bạn. Đây là khủng long Triceratops của mình đây, nhìn rất là bắt mắt luôn kìa. Xịn nha. Một con khủng long ba sừng Triceratops này các bạn, thấy con khủng long với những chiếc sừng khá là nhọn và rất là to luôn vậy các bạn. Bên đây là Dimetrodon nữa đây. Wow, ở đây mình có khủng long Dimetrodon luôn. Con này có cái răng rất là bén luôn nha mọi người, có nó gọi là lá cây đó các bạn. Vậy lưng nhìn như cánh bươm. Và đây là con Dimetrodon kỳ Reta rất là to lớn luôn, nhìn nó đẹp. Đây là Dimetrodon đây rồi các bạn. Đấy, chúng ta có một con khủng long sao nó kỳ Reta thôi các bạn. Đó, nhìn nó đẹp như vậy các bạn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Iguanodon. Wow, ở đây mình có khủng long Iguanodon. Chú Iguanodon các bạn, thuộc bộ móng vuốt cho các bạn, hai cơ bắp chân của nó phát triển cực kỳ luôn nha. Đây là chú khủng long Iguanodon của mình đây, nhìn rất là bắt mắt luôn kìa. Wow, nhìn con khủng long to thế à, quá ngầu luôn. Iguanodon các bạn, một con khủng long màu cam, đây là con khủng long thuộc bộ móng vuốt Iguanodon đấy các bạn. Đó, thấy nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Triceratops. Wow, tiếp theo là một con khủng long ba sừng các bạn. Người của nó có lưng máu màu xanh dương lợt và người của nó có màu xanh đậm, lá cây đậm này các bạn. Đấy, thấy không? Đây là con khủng long ba sừng Triceratops của mình đấy các bạn. Nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Chú khủng long Stegosaurus khổng lồ đấy các bạn. Đấy, nó có một cái màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Đấy chưa? Oh, Stego đấy rồi. Và đây là một con Stegosaurus. Wow, ở đây mình có khủng long Stego nữa đây các bạn, một con khủng long gai đây các bạn, nhìn đẹp chưa kìa, thấy không? Wow, nó có một cái màu cam cam rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Đây, chúng ta có một chú khủng long Stegosaurus khổng lồ luôn. Bên đây mình có một con Stego khổng lồ đây các bạn, chúng ta một con khủng long Stego siêu to lớn luôn kìa các bạn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa. Carnotaurus, một con khủng long đầu bò với cái lưng màu xanh lá cây các bạn. Ở đây chúng ta có một con Carnotaurus khá là ngầu luôn. Đó, các bạn thấy đã chưa kìa, đây là chú khủng long đầu bò khá là ngầu luôn nha, Carnotaurus khổng lồ luôn. Bên đây chúng ta có Carnotaurus các bạn, đây chính là một con Carnotaurus các bạn, ngầu chưa các bạn. Tyrannosaurus. Wow, chú khủng long bò chúa này các bạn. Lưng của nó sẽ có một cái màu vàng vàng nha các bạn. Người của nó có màu xanh lá cây đậm rất là đẹp luôn. Đây là con khủng long T-Rex khổng. Đây là con T-Rex thì các bạn thấy khủng long cấp T-Rex nhằn mấy lúc này. Lò của mình đây. À,
Đấy, tiếp theo là gì đây? Dilophosaurus. Wow, đây tất cả cũng là Dilophosaurus luôn nha. Lưng của nó có màu xanh đậm này, đẹp chưa kìa. Wow, các bạn thấy những con Dilophosaurus của mình có bắt mắt chưa kìa thấy không? Wow, kìa kìa thấy Dilophosaurus này rồi, các bạn bắt đầu còn cũng là Dilophosaurus. Các bạn, con này nó có một trái hâm rất là đẹp rồi. Các bạn có la la màu vàng rất là lạ nha. Thương long Mosasaurus, và đây là con hàng lằn biển Mosasaurus đấy các bạn, một con hàng lằn biển khổng lồ luôn, thuộc họ kỳ đà chứ nhỉ, hình như con này thuộc họ kỳ đà nước nha. Đấy, một con hàng khủng long bốn mái chèo rất là to lớn luôn các bạn, Mosasaurus đây, to cực kỳ luôn. Mosasaurus đây rồi, ở đây mình có một con hàng lằn biển Mosasaurus nha các bạn, con này nó bơi rất là đẹp luôn kìa, thấy không, ở thấy ngầu chưa kìa. Giga nè các bạn, wow, trước mặt mình là một con khủng long Giga. Wow, ở đây có cả Giga nó con sơn lớp rồi các bạn, con này nó đỏ rực này không, nhìn nó đẹp chưa kìa. Giga đấy các bạn, ở đây chúng ta có cả khủng long Giga với cả một con người luôn. Mentaceratops, wow, và đây là khủng long ba sừng Mentaceratops, cái đầu là một cái nấm khiên khá là dày luôn. Đấy, như các bạn thấy rồi, khủng long Mentaceratops mà nó to chưa kìa thấy không. Wow, người nó có màu tím tím mà cái lưng màu xanh thế này, đẹp chưa kìa. Ở đây chúng ta có một con khủng long khổng lồ Mentaceratops. Bên đây là gì đây, Mentaceratops các bạn, một con khủng long khổng lồ đó các bạn, có đầu lồng cái tấm kia nha các bạn. Đó, nhìn đẹp cực kỳ luôn kìa. Và tấm luôn Stegosaurus. Wow, một con khủng long gai Stegosaurus màu cam. Nó to thế. Đây chúng ta có một con khủng long gai Stegosaurus nha các bạn, nhìn nó rất là to lớn luôn kìa, không nhìn nó đẹp nữa chứ, quá ngầu luôn. Con Stego khổng lồ và chúng ta một con Stego Stegosaurus khổng lồ luôn, phải không? Stegosaurus các bạn, đọc cái kia biết bị lộn nha. Parasaurolophus, và đây là một con khủng long bara chim màu gần khá là thân thiện luôn các bạn. Lưng của nó có màu xanh lá cây đậm này, người của nó có màu vàng nữa này không? Đây chúng ta có một con Parasaurolophus đây rồi các bạn. Thấy chạy nhanh chưa kìa, thấy không? Đây là con khủng long nào mà thấy ăn cỏ nha các bạn, vật này rất là thân thiện luôn. Parasaurolophus, và kế bên là một chú Ankylo. Ở đây là Ankylo đây các bạn, một con khủng long gai màu cam rất là ngầu luôn, gai rất là nhọn nha. Đuôi của nó là cái chùy rất là dày thế này đó. Đây là khủng long gai Ankylosaurus khổng lồ. Wow, nó to chưa kìa các bạn. Đây là con khủng long Ankylo. Khủng long Ankylo chạy rất là nhanh nha. Con này nó không biết nó cuộn trời nhưng mà nhiễm được không ta. Bên đây là một chú Spino các bạn, ở đây mình có một con Spinosaurus các bạn, lưng của nó có một cái cánh buồm rất là to lớn luôn nha. Đấy, con khủng long này săn mồi được cả dưới nước luôn nha các bạn. Wow, một cá mập khổng lồ kìa, rất là ngầu luôn. Wow, bên đây chúng ta có một chú khủng long đang nhìn ra biển, và đây là con gì đây, đây là con Therizino các bạn. Ở đây mình có cả khủng long Therizinosaurus thì các bạn, một con khủng long với bộ móng vuốt khá là bén luôn này. Chúng ta có một con khủng long siêu to lớn luôn các bạn. Đấy, ngầu chưa kìa. Wow, đã chưa, một con khủng long có Therizino đây rồi các bạn. Đây là con Theri khá là ngầu luôn các bạn, bộ móng vuốt rồi các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn, cực kỳ ngầu và rất là to lớn luôn. Ở đây mình có khá là nhiều con chú khủng long rồi đây này. Wow, quá trời luôn. Bóng sâu quá trời con luôn các bạn. Wow, mình lượm được khá là nhiều cái mô hình khủng long ở đây luôn nha các bạn. Nếu thích video đừng quên like, subscribe giúp mình với các bạn. Cảm ơn các bạn đồng hành với mình trong video này. Wow, bye bye.